Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Chính chỉ khoa trường. Ngày 27 tháng 3, AFA Tiếng Việt có bài Yêu cầu đột phá của Thủ tướng vẫn giáo điều lỗi thời. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 hôm 26 tháng 3 đã yêu cầu giai đoạn 2026-2030 phát triển kinh tế xã hội đất nước phải có giải pháp đột phá về tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính. AFA dẫn quan điểm của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy nhận định, các thể hiện của ông Thủ tướng cho thấy ông không nắm vững các chính sách và không biết nên thực hiện những cái gì để đạt được mục tiêu đó. Ông chỉ khoa trương những lời chung chung mà thực chất là ai cũng có thể biết và cũng có thể nói được, như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, công nghiệp lần thứ tư. Câu hỏi làm gì để giải quyết các vấn đề đó thì ông không nói và không biết, mà đùn đẩy câu trả lời về phía tiểu ban kinh tế của Quốc hội để nghiên cứu tiếp. Đó không phải là cách làm của một người lãnh đạo đứng đầu chính phủ vì nó thể hiện sự thiếu khả năng. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết tại phiên họp hôm 26 tháng 3, Thủ tướng Chính đã giao thường trực tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu sâu sắc các nội dung, bám sát các chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết của báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, y tế. AFA dẫn tiếp nhận định của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là mục tiêu cao để phấn đấu, còn có đạt được hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tùy thuộc vào tình hình ổn định kinh tế chính trị ở khu vực, tùy thuộc vào tình hình kinh tế thế giới có thuận lợi hay không. Và Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hay không? Tôi nghĩ rằng nếu cố gắng phấn đấu thì Việt Nam có thể đạt được. Dưới một góc nhìn khác, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn cho AFA biết ý kiến. Yêu cầu của ông Phạm Minh Chính đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 vào tháng 1 năm 2026, trước 2 năm. Trong đó, yêu cầu phải bám sát nghị quyết Đại hội Đảng thứ 13 mà Đại hội Đảng 13 tổ chức vào tháng 1 năm 2021, thì các văn kiện đại hội đã chuẩn bị từ năm 2019-2020, từ đó đến nay đã 5 năm. Như vậy, các văn kiện, các chủ trương quan trọng nhất trong đảng đã lỗi thời. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp của Tiểu ban Kinh tế Xã hội ngày 26 tháng 3. Bởi vì theo ông già, 5 năm qua, tình hình ở Việt Nam biến chuyển quá nhanh, bất ngờ, ngoài dự đoán của tất cả các giới. Thứ nhất là đại dịch Covid-19 đã đẩy Việt Nam vào một tình thế vô cùng tồi tệ, chưa từng có trong lịch sử, và kéo theo là yếu tố nhân sự của đảng vô cùng bất ngờ và rối trí cho tất cả các giới, từ ông Nguyễn Phú Trọng qua ông Nguyễn Xuân Phúc, qua ông Võ Văn Thưởng và sắp tới đây không biết là ai. Thứ ba là vấn đề chống tham nhũng càng chống càng sa lầy. Bởi vì một bên là phải bảo vệ, còn một bên là phải xử lý. Điều này chứng tỏ tự thân bộ máy làm việc hoàn toàn trì trệ. Nó đã gieo vào tâm lý của những người làm việc trong nhà nước hiện nay là không dám làm. Một người công chức nói chung mà không dám làm, mà chỉ nghĩ tới tham nhũng thôi, là những con người mục nát về tinh thần, sẽ dẫn tới toàn bộ công việc trong xã hội trì trệ, bế tắc. Đó là điều tất yếu. Vì vậy, với yêu cầu của Thủ tướng Chính, ông già cho rằng, nếu đặt trong mô hình độc đảng, toàn trị và pháp luật chỉ là hình thức, thì yêu cầu này thể hiện xã hội rối ren, bế tắc, mất phương hướng. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, yêu cầu của ông Chính trong tiểu ban kinh tế xã hội chỉ luẩn quẩn trong những giáo điều đã lỗi thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Ông Chính chỉ khoa trương. Việt Nam có an toàn khi Trung Quốc gấp rút phát triển hải quân? Ngày 29 tháng 3, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam có đang ỷ lại quá mức vào ngoại giao cây tre. AFA nhận xét Trung Quốc tăng cường đầu tư cho hải quân nói riêng và hàng hải nói chung, tới mức Hoa Kỳ phải lo ngại thừa nhận. Mình bị tụt hậu so với Trung Quốc về công suất đóng tàu. Cùng với một tầm nhìn dài hạn và một sức mạnh trên biển không ngừng mở rộng, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn với hai láng giềng phía Nam là Việt Nam và Philippines. Trong bối cảnh đó, Philippines tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ. Còn Việt Nam thì dường như vô lo. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA cho hay mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa Ấn Độ và Philippines đã khiến Trung Quốc vừa nổi đóa,
cảnh cáo Ấn Độ phải tôn trọng chủ quyền của họ trên Biển Đông. Ngược lại với Philippines, Việt Nam với phương châm ngoại giao tự chủ và ngã về tất cả các bên, ngoại giao cây tre, dường như đang tự tin với chiến lược của mình. Trong năm 2023, Việt Nam không mua thêm vũ khí mới từ phương Tây, mặc dù nguồn cung vũ khí từ Nga đã bị khóa lại vì nước Nga mắc kẹt trong cuộc chiến Ukraine. AFA bình luận, trong khi Việt Nam đang bình chân như vậy, thì các xưởng đóng tàu chiến của Trung Quốc chưa từng nghỉ ngơi. Theo đó, báo cáo tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế về Trung Quốc cảnh báo, trong khi các nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ vẫn đang hoạt động trên cơ sở thời bình, thì toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang hoạt động trên cơ sở thời chiến. AFA cho biết Trung Quốc đầu tư lớn đến mức có công suất đóng tàu hơn Mỹ khoảng 230 lần, đồng thời đầu tư vào vũ khí và mua các hệ thống tiên tiến nhanh hơn Hoa Kỳ từ 5 tới 6 lần. Hình ảnh tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Lý do, AFA dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, người Trung Quốc sống tại Ba Lan, cho rằng sau khi Đài Loan chuyển đổi thành nền dân chủ, sức hấp dẫn về chủ nghĩa dân tộc hay kinh tế mà Trung Quốc mang lại đã không còn đủ sức níu kéo người Đài nữa. Do đó, cách duy nhất nếu Trung Quốc muốn thu hồi Đài Loan là đánh chiếm. Muốn làm được điều này, Trung Quốc cần tạo ra ưu thế để ngăn chặn sự tiếp viện của Hoa Kỳ và đồng minh dành cho Đài Loan. Ông Hồ Như Ý giải thích, đối với Trung Quốc thì đóng tàu là cách nhanh nhất để Trung Quốc đuổi kịp Hoa Kỳ về mặt số lượng. Còn với lục quân, không quân thì Trung Quốc biết rõ là họ không có cửa để theo kịp Hoa Kỳ trong 10 năm, 15 năm. Thậm chí ngành hàng không quốc nội của Trung Quốc vẫn chưa thể chế tạo được động cơ máy bay đủ tin cậy cho không quân của họ dùng. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất tin vào chiến lược ngoại giao cây tre. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Craig Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, chắc chắn rằng đến một ngày, Hải quân Trung Quốc sẽ làm chủ các vùng biển gần như Biển Đông, Hoàng Hải và làm chủ các vùng biển xa như Ấn Độ Dương. Ngay từ bây giờ, các quốc gia khác phải chuẩn bị thích nghi với bối cảnh mới này. Ông nói, Trung Quốc đã hoàn thành các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cùng với việc tăng cường lực lượng hải quân và cảnh sát biển, phát triển những cơ sở giám sát và nghiên cứu hải dương học khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước. Những năng lực mới này giúp đưa Trung Quốc tiến ngày càng xa về phía Nam. Các tàu Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở phía bên kia eo biển Malacca và hoạt động ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ có mối quan ngại là điều dễ hiểu. Điều đó đã thúc đẩy một số liên kết chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Trong khi đó, theo AFA, Việt Nam vẫn bình thản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam có an toàn khi Trung Quốc gấp rút phát triển hải quân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d